Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 106. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài? Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh và làm theo sự công bình luôn luôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài. Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi. Hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài. Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi có phạm sự gian tà và làm cách hung ác. Tại Ai Cập, tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa, nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển Đỏ. Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển Đỏ nó bèn khô, Ngài dẫn Israel đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch. Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ, chẳng còn lại một người. Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, bèn hát ngợi khen Ngài. Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài, nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Trong trại quân, họ ganh ghét Môi-se và A-rôn là người thánh của Đức Giê-hô-va. Đất hả ra nuốt Đa-thang và lấp bọn A-bi-ram. Có lửa phát cháy trong hội chúng nó, ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Horeb, thờ lại trước mặt hình đúc. Họ đổi sự vinh hiển mình ra hình dạng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình và đã có làm công việc lớn lao ở Ai Cập, những việc lạ kỳ trong xứ Cham và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển Đỏ. Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi. Nhưng Môi-se là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng? Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, không tin lời của Chúa, song nói lầm bầm trong trại mình, không nghe tiếng Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài thề cùng chúng nó rằng sẽ làm chúng nó sa ngã trong đồng vắng, khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước và làm tán lạc họ trong các xứ. Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ ba anh Phê-ô, ăn của lễ cúng kẻ chết. Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ và ôn dịch bèn phát ra giữa họ. Bây giờ Phi-ne-a trỗi dậy đoán xét và ôn dịch bèn ngừng lại. Từ đời này qua đời kia, việc đó kể cho người là công bình, cho đến đời đời vô cùng. Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Meriba, nên vì cớ họ có tai họa xảy đến cho Môi-se. Ấy vì họ chọc rối trí người, nên người nói những lời vô ý. Họ không hủy diệt các dân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ, nhưng lại pha lộn với các dân, tập theo công việc chúng nó và hầu việc hình tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình. Họ bắt con trai con gái mình mà cúng tế ma quỷ, làm đổ huyết vô tội ra, tức là huyết của con trai con gái mình mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Canaan, nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy. Như vậy, họ làm cho mình bị ô uế vì công việc mình, lấy sự làm mình mà thông dâm. Nhân đó cơn giận Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài. Ngài gớm ghiếc cơ nghiệp mình, Ngài phó họ vào tay các ngoại bang. Những kẻ ghen ghét họ cai trị trên họ, kẻ thù nghịch cũng hà hiếp tổ phụ chúng ta, họ bị phục dưới tay chúng nó. Nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta,
nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ, và họ hèn mọn vì tội ác của họ. Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ, nhớ lại họ vì giao ước mình, và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài. Ngài cũng làm cho họ được ơn bên những kẻ bắt họ làm phu tù. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và khoe mình về sự ngợi khen Chúa. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi. Cả dân sự khá nói: Amen. Hallelujah. Chương 7. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi. Chúng tôi chẳng có làm hại ai, lừa dối ai, thủ lợi ai. Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em, vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Tôi nói với anh em cách bạo dạn. Tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em. Tôi được đầy sự yên ủi. Tôi được sự vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Và khi chúng tôi đến trong xứ Macedon, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách. Ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi, không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa. Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc và có lòng sốt sắng đối với tôi. Điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. Dầu nhân bức thư tôi đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn. Mà nếu trước đã phàn nàn, vì tôi thấy bức thư ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc, nay tôi lại mừng. Không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó, người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Vậy hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào. Lại có sự chữa chối, buồn giận, răng sợ, sốt sắng, nông nã, trách phạt là dường nào. Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. Lại còn, nếu tôi đã viết thơ cho anh em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch, nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi. Nhân sự yên ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa khi thấy sự vui mừng của Tít, vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng. Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn. Nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Chương 4. Khi con trai của Sau-lơ hay rằng Áp-ne đã thác tại Hê-bron, thì sờn lòng ruổng chí, và cả Israel đều bối rối. Vả, con trai của Sau-lơ có hai đội trưởng, một người tên là Ba-ana, một người tên là Rê-cáp. Hai người là con trai của Rimmon ở Bê-e-rốt về chi phái Benjamin. Vì dân Bê-e-rốt kể như người Benjamin, mặc dầu chúng đã chạy trốn nơi Ghi-tha-im là nơi chúng ở cho đến ngày nay. Jonathan, con trai của Sau-lơ, có một con trai bại chân. Khi tin Sau-lơ và Jonathan thác ở Gít-rê-ên thấu đến, thì nó đã được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn. Trong cơn lật đật trốn nó té, nên nỗi nó trở nên què. Tên nó là Mephibosheth.
hai con trai của Rimmon ở Beeroth là Rekab và Baana, trong lúc trời nắng ban ngày, đi đến nhà Ít-bô-sét, người đang nằm nghỉ trưa. Hai người đi tuốt đến giữa nhà, giả đò lấy lúa mì, rồi đâm bụng Ít-bô-sét. Đoạn, Rekab và Baana anh người trốn đi. Vậy, hai người đi vào nhà Ít-bô-sét, trong khi người nằm nghỉ trên giường tại phòng ngủ đánh giết người. Đoạn cắt lấy đầu người, rồi bắt đường đồng bằng mà đi trọn đêm. Hai người đem đầu Ít-bô-sét về Hebron, dân cho vua David, mà rằng: Này là đầu của Ít-bô-sét, con trai của Sao-lơ, kẻ thù nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã báo thù Sao-lơ và dòng dõi người cho vua là chúa tôi. Nhưng David đáp cùng Rekab và Baana, con trai của Rimmon ở Beeroth, mà rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn mà thề rằng: Ta đã sai bắt kẻ đã đến thuật cho ta hay rằng Sao-lơ đã thác và tư tưởng rằng mình là một sứ giả đem tin lành. Ta đã giết kẻ đó tại Siết-lác đặng trả công cho một sự báo tin dường ấy. Phương chi những kẻ hung ác đã giết một người lành nằm trên giường tại trong nhà mình. Vậy, ta há chẳng nên đòi huyết người lại nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi đất sao? David bèn truyền lệnh các đầy tớ mình giết hai người đó. Chúng chặt tay và chân họ rồi treo thây gần bên ao Hebron. Đoạn, chúng lấy đầu của Ít-bô-sét chôn trong mồ Áp-ne tại Hebron. Chương 5. Bây giờ, hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, khi Sao-lơ còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. Vậy, hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi David khởi trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Juda 33 năm. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng: Ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi người đi. Nghĩa là muốn nói David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Si-ôn, ấy là thành David. Trong ngày đó, David nói rằng: Phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cừu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng: Kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này. David ở trong đồn đặt tên là thành David, người xây vách tứ vi từ Milo trở về trong. David càng ngày càng cường thạnh và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Hiram, vua thành Ti-rơ, sai sứ đến David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá, đặng xây cất một cái đền cho David. Bây giờ David nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập mình làm vua trên Israel và khiến nước mình được thịnh vượng vì cớ dân Israel của Ngài. Sau khi David từ Hebron đến, thì còn cưới thêm những hầu và vợ ở Jerusalem, lại sinh thêm cho người những con trai, con gái khác. Này là tên các con trai sinh cho người tại thành Jerusalem: Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Ziba, Elishua, Nepheth, Japhia, Elishama, Eliyada và Eliphelet. Khi dân Philistin biết David đã chịu sức dầu làm vua Israel rồi, thì kéo ra đặng đánh người. David hay điều đó, bèn đi đến đồn. Dân Philistin đi đến bủa ra trong trũng Rephaim. Bây giờ David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải lên đánh dân Philistin chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: Hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philistin vào tay ngươi. Vậy David kéo đến Ba-an Pherachim là nơi người đánh dân đó, và người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước chảy.
Bởi cớ đó, người đặt tên chỗ này là Ba'an Pheraxim. Dân Philistine bỏ lại các thần tượng của chúng nó tại đó. David và thủ hạ người lấy đem đi. Dân Philistine trở lại lần thứ nhì và bủa ra trong trũng Rephaim. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp rằng, ngươi chớ đi lên. Hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó, Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, đặng hãm đánh đạo quân Philistine. David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philistine từ Geba cho đến Gê-xe. Chương 6. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy, có và dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa và Ahiyo, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahiyo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong ngày đó, David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng, hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được? Vậy, David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David, bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người gác. Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Người ta đến nói cùng vua David rằng, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người vì cớ hòm của Đức Chúa Trời. David bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Obed-Edom đến trong thành David cách rất vui mừng. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David thì Mi-can, con gái của Sao-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Vậy, chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ giữa trại David đã dựng cho hòm đó, rồi David dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và các của lễ thù ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thảy dân chúng Israel, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một bánh nho. Đoạn hết thảy ai về nhà nấy. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-can, con gái của Sao-lơ, đến đón người mà nói rằng, hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. David đáp với Mi-can rằng, ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Mi-can, con gái Sao-lơ, không sinh con cho đến ngày nàng thác.
cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.